Vụ việc xảy ra rất đáng tiếc cho một em học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Anh. Huyền Nam đang học trực tuyến trên máy điện thoại tại nhà dùng cục sạc cắm trực tiếp để nghe giảng bài từ phía thầy cô, thì bị nổ bất ngờ. Sau đó khi chuyển em đến bệnh viện cấp cứu thì không kịp nữa, em đã chỉ thật đau lòng và xúc động đến với mọi người. Sự bức xúc khiến làm các bố mẹ phụ huynh học sinh rất hoang mang và lo trong phương pháp học trực tuyến. Để giải quyết việc không đến trường vì dịch bệnh Covid đang còn diễn ra rất phức tạp này có nên phát huy hay không? Câu hỏi được đặt ra và chấm hỏi. Trước tình hình này, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An chỉ đạo khẩn cấp đến các trường học hãy hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh hỗ trợ con em học trực tuyến sao cho phù hợp với thiết bị máy vi tính hay điện thoại, hết sức thận trọng cho từng vùng từng miền lúc sử dụng. Tuy nhiên có những luồng thông tin khác chưa được xác minh cụ thể, người ta cho rằng em học sinh này bị bỏng xăng mà phải chạy trên người bỏng nặng dẫn đến tử vong. Làm sao quên được, sao quên được kỷ niệm hoàng hoa tiếng sao ru. Lời ai thù thì đêm thơm mộng, ngàn ngát trầm xưa mãi đến giờ.